chào mừng toàn thể quý vị đến với một chương trình đến từ Hàn Quốc. Chương trình được mang tên Hidden Singer, ca sĩ giấu mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ được chào đón hai vị giám khảo đặc biệt, là những người tham gia xuyên suốt những đêm của chương trình ca sĩ giấu mặt. Danh hài chia tay và danh hài Hoài Linh. Xin chào quý vị, như tất cả quý vị đã biết, nghệ sĩ chia tay là một danh hài hiện tại đang rất nhiều người yêu mến anh. Tuy nhiên xuất xứ và cái nguồn gốc của anh không phải là diễn viên hài. Anh nói gì về điều này anh Tài? Trước đây là anh đó là nhạc sĩ. Dạ. Và cũng nhạc công luôn. Nhạc công, nhạc sĩ là cũng có phòng thâu. Dạ. Thật ra là khi một tham dự một cái chương trình như vậy thì anh cảm thấy rất là thích. Là nó phù hợp với những cái gì anh đã có sẵn, với những cái khả năng của anh. Em nghe đồn là dạo này anh còn hát cải lương cũng hay lắm. Quý vị có muốn anh Tài hát một đoạn cải lương không ạ? Sao vậy? Sao vậy? Để anh đi trốn đã. Vâng, chúng ta lắng nghe ngay bây giờ. Tánh nàng trẻ con thích vui đùa lấy núng nịu giận hờn. Qua cầu mà không dìu nàng bước lễ nàng cúng tuồng. Tánh nàng tôi quen nên tôi khi già giờ không săn đón nàng nữa. Hoặc giả giận hờn nàng dối giả đến tìm lại tôi. Hay quá. Anh thấy sao anh Linh? Anh thấy là làm hài là chính xác rồi đúng không? Đi qua hài là hay rồi đó. Vâng, và bây giờ sẽ là đôi điều tâm sự với anh Hoài Linh, nhân vật ngồi ghế nóng rất nhiều chương trình. Cái chương trình ca sĩ giấu mặt này nó làm khó chúng tôi hơn, bởi vì ngoài cái vấn đề nghe ra người nào hát giống thì tôi phải biết cái ca sĩ gốc đó hát như thế nào cái đã. Thành thử ra tôi phải tìm hiểu được cái giọng ca họ thật kỹ. Tôi cũng còn đang hồi hộp là không biết là mình có chọn đúng người hát giống nếu mà ca sĩ đó là ca sĩ trẻ không. Bởi vì nhiều khi mình bấm mình loại ca sĩ, không chừng cái thí sinh tham gia cuộc chơi đó họ hát không những giống mà hát còn tốt hơn nữa đó. Cái đó mình là... Điều đặc biệt trong chương trình ca sĩ giấu mặt của chúng tôi là ngay cả ca sĩ chính tham gia chương trình cũng có thể bị loại bất cứ lúc nào nếu như giám khảo không nhận ra được giọng thật của họ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ mời anh Hoài Linh và anh Chí Tài ngồi vào cái nóng. Xin mời. Tham gia vào phần ca sĩ chính ngày hôm nay, sự xuất hiện đặc biệt của một gương mặt có một giọng hát vô cùng ngọt ngào ngay bây giờ. Và kính thưa quý vị, chúng ta đã nhìn thấy ca sĩ xuất hiện trên sân khấu chương trình ca sĩ giấu mặt hiện tại và hiện nay đang đứng đây, đó chính là ca sĩ Quang Lê. Là một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc quê hương trữ tình với giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, đi hát từ năm 10 tuổi và theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp năm 20 tuổi. Album đầu tiên phát hành năm 2003, tính đến năm 2015 đã ra mắt 11 album solo, 7 album song ca, 4 DVD tổng hợp những ca khúc hay nhất, thực hiện 4 live show hát trên quê hương từ năm 2012 đến năm 2015. Và bây giờ Quang Lê đã có mặt tại chương trình ca sĩ giấu mặt. Và nói về Quang Lê cho đến ngày hôm nay, thời điểm hiện tại, những thành công của Quang Lê đạt được không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên trong sự thành công đó có một vài cột mốc mà Trường Giang nói thì nó không hay, sẽ để chính Quang Lê nói về những người tham gia vào những cột mốc đó. Có lẽ là anh Hoài Linh là cái người đầu tiên mà phát hiện tiếng hát Quang Lê tại hải ngoại. Cái kỷ niệm này khá lâu rồi anh hai hả? Quang Lê đi hát chính thức là 15 năm, mà cái thời gian mà trước 15 năm mà anh Hoài Linh là người đầu tiên mà phát hiện ra giọng hát Quang Lê và góp ý chân tình
bài hát đầu tiên khi mà Quang Lê quay trên sân khấu, chính anh Hoài Linh là người đầu tiên đem cái kịch tính để mà diễn đạt bài hát, để phân tích bài hát cho Quang Lê. Khi mà thâu một bài hát cho Linh nghe thử, và lúc ấy cậu ấy rất là siêng năng, có khi anh xuống thứ hai, xuống thứ ba, xuống thứ tư, xuống thứ năm, xuống. Anh thử ra bây giờ bao nhiêu mà cái cơm gạo rồi này nọ đó là nó dồn qua đây hết. Tới giờ này em vẫn giữ được cái dáng này là nhờ Quang Lê. Bây giờ nhiêu đây thôi chứ hồi xưa là gấp rưỡi. Gấp đôi, gấp rưỡi á. Thì Linh mới nói là nếu em muốn làm ca sĩ, em muốn đi hát, thì khi nào em ốm đi, em xuống gặp anh. Và đúng một năm sau, Quang Lê xuống, thì Quang Lê còn... Đây là cái hình mà hồi đó Quang Lê khi mà gặp Linh... Ngày ấy đâu rồi? Nhìn cái hình này Quang Lê buồn quá. Giọng hát Quang Lê thì Phục Hội Ba nói rồi, Quang Lê là một giọng hát mà Thùy Trang là một người chuyên hát nhạc dân ca quê hương, và khi nghe mỗi lần mà Quang Lê hát là cảm thấy là mình cảm thấy là mình yêu nghề vô cùng luôn. Trong quá Tuấn Du tuy là hát nhạc trẻ nhưng mà rất là mê dòng nhạc bolero, mê dòng nhạc trữ tình, cho nên là theo dõi rất là nhiều. Khi thấy Quang Lê hát cất tiếng hát đầu tiên trong cuốn đầu tiên thì quá Tuấn Du nghĩ rằng cái giọng bạn này quá hay đi, sẽ chắc chắn sẽ nổi tiếng rất là nhanh. Vì vậy quá Tuấn Du đã liên lạc với Lê và cùng trò chuyện làm bạn với Lê. Thì kể từ ngày đó cho đến nay cũng hơn 15 năm. Hơn 15 năm rồi. Có nghĩa là ra sân khấu thì quá Tuấn Du coi như là tung hoành sân khấu bùng nổ. Mà vô xe một cái là đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Cứ vậy thôi. Mà nhờ đó thì mới có sự gắn kết và thân thiết với Quang Lê suốt mười mấy năm qua. Và có một bài hát để mà hỏi anh Tài, bởi vì anh Tài là nhạc sĩ và đánh đàn guitar rất giỏi, là cái bài là Đập Vỡ Cây Đàn. Hát cái bài đó nó mang cảm xúc là đập vỡ cây đàn, là yêu cô đó rồi đi học đàn, về đàn của nó nghe. Rồi xong lúc mình tới cô đó thì cô đó đi mới bước đập cây đàn mà ngọt. Tức là không tức, ví dụ kịch là đập vỡ cây đàn là kịch, còn hát đập nhưng mà vẫn nhẹ, đập vỡ cây đàn giận người. Anh Tài, anh lý giải gì về điều này? Tức là tại vì cái người nhạc sĩ đó ta viết, người ta nói vậy thôi, mà ông Quang Lê này thì ông diễn tả quá nhẹ nhàng. Chứ thật ra là theo anh bỡ cây đàn không ai mà hát nhẹ gì được. Còn anh hát sao? Nếu anh thì hát sao? Hả? Nếu anh thì hát sao? Hai ba vô. Đập vỡ cây đàn xin đời, đập vỡ cây đàn. Và ca sĩ Quang Lê được một cái là hát bài nào là hot bài đó. Bài nào cũng rất rất mùi mẫn. Và trong chúng ta thì xin hỏi Linh là anh thích nhất nhạc phẩm nào mà Quang Lê đã từng trình diễn? Thật sự đây, tôi thích cái bài nó cũng nhẹ nhàng và cái luyến lấy nó cũng hay. Đó là bài Chuyện Ba Người. Chuyện Ba Người. Chuyện Ba Người là 18 năm trước là em hát cho anh Hai nghe ở nhà rồi. Đúng rồi. Và kính thưa quý vị, đó cũng chính là lý do để chúng tôi chọn bài hát Chuyện Ba Người làm bài thi trong vòng thi đấu đầu tiên trong chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Chúng ta cũng biết rằng là cuộc chơi ngày hôm nay, một là sẽ tìm ra người giống Quang Lê nhất, hai là sẽ tìm ra chính Quang Lê hát không giống mình. Quang Lê nghi là bữa nay có nhiều người giống lắm, cho nên nhiều lúc mình cũng không biết là mình đang hát hay là ai hát nữa, lo lắm chứ. Hát cái gì? Lo. Mình hát mình không biết mình hát luôn hả? Nhiều lúc mình hát mà mình thấy không giống mình, cũng có thể khả năng xảy ra. Hy vọng là anh Hoài Linh còn nhận ra giọng em. Vâng. Và bây giờ chúng tôi xin phép công bố thể lệ chơi. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng
lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn yêu đừng nhìn. Bởi lòng đã trọn nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người giàu vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cùng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu là xong. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá, thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió một hơi thở buồn. Và kính thưa quý vị khán giả, kính thưa quý vị giám khảo tại sân khấu ngay bây giờ, hãy bình chọn cho ô cửa nào có thí sinh mà quý vị cho rằng hát không giống Quang Lê nhất. Thời gian bình chọn chỉ là 3 giây mà thôi. Thời gian bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi Phương Mỹ Chi. Dạ, con cảm thấy là cái ô cửa số 4 là không giống nhất. Ô số 4 là hát không giống ba con nhất hả? Dạ đúng rồi, không giống ba con nhất. Sai rồi. Ba con là ô số 4 đó. Tôi cũng đồng quan điểm với lại Phương Mỹ Chi. À, và bây giờ hãy cùng xem thế nào hát không giống Quang Lê nhất. Xin mời. Có đi không? Và ô thứ hai có bao nhiêu người bình chọn? 12 người. Và ô thứ ba. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ mở ô cửa có nhiều người bình chọn và cho rằng hát không giống Quang Lê. Chúng ta hãy xem đó có phải là Quang Lê hay không. Xin mời. Yeah. Rồi, xin mời bạn. Mình tên là Quang Đăng. Xin kính chào ban giám khảo. Kính chào quý vị khán giả. Như vậy là anh rất là không may mắn, bởi vì giám khảo bình chọn anh là người hát không giống Quang Lê nhiều nhất. Tuy nhiên em nghĩ đó không phải là nỗi buồn. Đã xuất hiện ở đây là xem như là một cuộc chơi rồi đúng không anh? Hôm nay mình không có gì buồn hết. Dạ đúng mình rồi. Đây là cuộc chơi rất là vui và rất là hay. Điều mà động lực cho mình đến đây là mình rất hâm mộ thần tượng ca sĩ Quang Lê. Mình nghe Quang Lê rất nhiều, nhưng mà có cái mình không đi hát, nhưng mà mình đi dạy thanh nhạc ở Trung tâm Âm nhạc Tài năng Việt. Một tràng pháo tay cho người thầy thanh nhạc. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức một vài đoạn trong nhạc phẩm được mang tên Hương Đồng qua phần trình bày của Quang Đăng. Khi ra về thì anh có đôi lời gì gửi gắm tới cho thần tượng về âm nhạc của anh là ca sĩ Quang Lê không ạ? Xin chúc ca sĩ Quang Lê hát khi nào lúc nào cũng ngọt như mía lùi như hôm nay và 15 năm trước.
Xin chúc anh luôn luôn đẹp trai và và khỏe mạnh, không mập nữa. Mình thấy Quang Lê vậy là cũng đẹp trai lắm rồi, không có anh là anh đang tập hư cho Quang Lê đó. Bây giờ tôi hỏi với tên vua, Quang Lê đang ở đâu? Quang Lê ở ô số 6. Theo Quách Tân Du, anh Hoài Linh và cả Phương Mỹ Chi, Quang Lê đang ở đây. Nếu như không phải Quang Lê thì người thí sinh này, nam thí sinh này có một giọng hát rất hay và ngọt ngào. Em nghĩ là thân chủ của mình cũng nằm trong cái ô số 6. Nếu như đúng đây Quang Lê, bạn không có vấn đề gì xảy ra. Nếu không đúng, bạn sẽ bị đuổi việc. Chắc chắn điều đó luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà em sắp cháy rồi, anh đem bình xăng tới thôi. Anh đang đâu vậy anh Lê? Thì em vẫn nằm trong ô. Và bây giờ em không hề biết là em nằm ô số mấy, em chỉ thấy ở trong này một màu đỏ đỏ thôi. Và bây giờ chúng ta đi tìm Quang Lê. Ô số 1, ô số 2, ô số 3, ô số 5 hay là ô cửa số 6? Quang Lê đang ở đâu? Yeah! 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 Hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn sai lầm hết trơn. Bạn giám khảo sai lầm. Vỗ tay. Chuyện gì đang xảy ra? Em đang nằm ô số mấy vậy? Ô số 5. Số 5? Rồi nãy giờ nghe ai nói gì ô số nào giống em? Ô số 6. Ô số 6 là ô này hả? Quản lý của bạn đã đoán sai bét. Biết làm quản lý mà không biết nghe nhạc. Đúng, Trường Giang nghĩ là bạn cần một quản lý mới. Nói chung lại là... Nói chung là cái người mà khán giả bình chọn hát không giống Quang Lê nhất đã ra về mà bạn là nhì đó. Bạn nghĩ sao mà người ta nói bạn là không phải Quang Lê? Quang Lê thấy có một cái giọng hát khá là giống mình, nhưng mà có thể là giống hơn sự tưởng tượng của Quang Lê nữa. Đúng, và hơn cả sự tưởng tượng của ban giám khảo. Người giàu vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Ở đây chỉ có mình tôi đoán đúng. Ngay từ đầu tôi nói rồi, ô số 5. Đây nè, đây nè. Đây, trân trọng thông báo cho Quang Lê biết, quản lý chọn ô số 6, con gái chọn ô số 6. Hai ô đó, số 5 và số 6. Dạ. Chứ chưa có chọn ô số 6. Chỉ chọn ô số 4 là không giống rồi. Trời ơi, em nhìn em cũng hơi đau đớn đó. Bây giờ có một thực trạng xảy ra. Quang Lê hiện tại bị đánh giá là hát không giống Quang Lê trong chương trình Ca sĩ giấu mặt. Nếu như cái người ở ô cửa số 6 hát hay hơn Quang Lê, đẹp trai và tướng tá mignon hơn Quang Lê, nghỉ hát. Đúng không? Bởi vì người ta sẽ kêu show người kia. Ở đây thì em thấy con Tài, đôi khi mà sau cuộc thi này anh em mình cũng nên kết hợp. Em lấy chữ Quang, anh lấy chữ Tài là ok rồi đó. Có khi thành công đó. Có khi thành công đó. Nhưng mà đây là điểm khác biệt trong chương trình Ca sĩ giấu mặt so với bất cứ chương trình về ca nhạc nào hiện tại. Đó là điều thú vị, là ở chỗ là ngay cả ca sĩ chính có thể đi về nhà bất cứ lúc nào. Đời mình chấp nhận mười mấy năm, giờ chấp nhận thêm vài năm nữa cũng chẳng có sao. Phải chấp nhận. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vòng thi đấu thứ hai. Cái bài này mà em đứng hàng thứ nhì là em thấy bài tới là em đau đớn rồi đó. Bài này bảo đảm Quang Lê, Quang Lê sẽ còn bị nhầm lẫn nữa. Nhạc phẩm được mang tên Về đâu mái tóc người thương. Đến bây giờ là bài hát này khoảng 50 tuổi, Quang Lê cũng thích lắm, nhưng mà chưa có cái dịp. Đến mãi về sau Quang Lê mới quyết định thâu bài hát này
để làm chủ đề trong một cuốn CD. Thì quay một cái music video, cứ bỏ lên mạng đại thôi. Nhưng mà không ngờ lại được một số người hưởng ứng nhiều. Chỉ bỏ lên một thời gian ngắn mà đã lên gần tới 10 triệu người xem rồi. Cho nên Quang Lê thấy là đây là một bài hát thành công ngoài ý muốn. Nên Quang Lê muốn cảm ơn tác giả của bài hát rất giá trị, lời như thơ, nhạc sĩ Hoài Linh chứ không phải kịch sĩ Hoài Linh. Vâng, kính thưa quý vị, sẽ có bao nhiêu sự nhầm lẫn xảy ra nữa. Ở vòng thi đấu thứ hai sẽ có một đoạn đầu hát giấu mặt và một đoạn sau tất cả sẽ được bước ra ngoài ánh sáng hát cùng với nhau. Và dĩ nhiên ở vòng thi đấu thứ hai vị trí sẽ hoàn toàn thay đổi. Và bây giờ con Lê đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nhưng mà cũng hồi hộp lắm chứ không phải là sẵn sàng đâu. Và bây giờ không còn chần chờ gì nữa, mời ca sĩ Quang Lê bước vào bên trong ô cửa. Xin mời. Và kính thưa quý vị, đã kết thúc phần hát giấu mặt. Và bây giờ là thời gian dành cho ban giám khảo. Hãy bình chọn cho giọng hát của thí sinh ở ô cửa nào mà quý vị thấy rằng không giống Quang Lê. Thời gian bình chọn bắt đầu. 3, 2, 1 và kết thúc. Quang Lê thiệt đang ở ô cửa nào? Bây giờ chúng ta sẽ hỏi đôi điều về nhà báo Hà Ngân. Vừa rồi chị đã bình chọn cho ô nào hát không giống Quang Lê nhiều nhất? Thân Trường Giang là em bình chọn cho số 2. Bình chọn ô số 2. Quách Đức Du. Không giống Quang Lê vẫn là sâu sân số 2. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, kép tâm tư lại thôi. Phương Mỹ Chi, ba con đang ở đâu vậy? Dạ, Thân nghĩ là ba con đang ở ô cửa số 1. Vậy con đã bình chọn cho ô cửa số mấy? Dạ, con bình chọn ô cửa số 3. Con thấy ô cửa số 3 là hát không giống ba con hả? Ba con đó. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa vai gầy. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm kết quả. Mắt tôi rừng rừng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiến ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bên rèm. Lâu vắng không người sóng khép kín, nhớ em tôi gọi tên. Chị nghe tiếng lá rơi thêm. Lâu vắng không người sóng khép kín, nhớ em tôi gọi tên. Chị nghe tiếng lá rơi thêm. Bây giờ chúng ta hai trường hợp xảy ra. Nếu trong trường hợp bình chọn của chính Quang Lê ở ô cửa số 1 là cao nhất, Quang Lê sẽ bị loại. Dĩ nhiên bạn sẽ được chơi những vòng tiếp theo nhưng bình chọn của bạn không được tính. Còn nếu như bất cứ thí sinh nào ở đây bị loại vì bình chọn cao nhất thì là điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên chúng ta chưa biết ai sẽ là người có bình chọn cao nhất. Giờ sẽ hỏi anh Hoài Linh. Anh có nghĩ là Quang Lê hồi nãy ở ô số 1 không? Anh nghĩ là Quang Lê ở cửa số 1. Ngay từ đầu tôi với Phương Mỹ Chi là vừa cất lên là cái tôi nói số 1 rồi con ơi. Buồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên xem. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bật mí.
kết quả bình chọn đã được gửi vào trong điện thoại của Trường Giang ngay bây giờ. Văn Hợp ạ, em đến từ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ở ngoài Bắc ạ. Em hiện đang là sinh viên năm cuối. Và bạn đam mê ca hát cũng lâu rồi hả? Và rất thích giọng hát của anh Quang Lê hả? Dạ. Thích nhất là bài nào? Thích rất nhiều bài của anh Lê. Cái bài mà hát mà người ta bảo là giống đấy là bài nào? Xin thời gian qua mau ạ. Dạ. À, chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng hát của bạn Văn Hợp, không cần nhạc luôn, để mình phô cái giọng mình ra. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Tiếp 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 tiếp, khán giả đang thích, khán giả đang thích. Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình âu. Anh Lê vô luôn Lê. Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn mịt mờ. Hát tiếp em. Trong nắng thồng mê say, lạc bầy chim chiêu chít, hai phương trời cách biệt, đêm chờ ba đêm mong. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã xuất hiện tại chương trình. Mặc dù chúng ta không gặp nhau ở vòng thi đấu tiếp theo, tuy nhiên bạn cứ thể hiện niềm đam mê ca hát của bạn, và sẽ có một ngày chúng ta còn gặp lại ở những chương trình khác. Anh có cái lời khen với em này nè. Cái ngoại hình của em rất giống Quang Lê ngày xưa. Em tính nói điều này. Hồi nãy giờ anh nhìn em là anh thấy cái gương mặt của em giống như anh cách đây 15 năm vậy đó. Dạ. Giống lắm luôn. Dạ. Anh tính nói rồi mà. Anh Hoài Linh là nhận mặt trước cho nên nói trước. Dạ. Nhưng mà thực sự là rất giống. Nhưng mà ráng kìm ăn lại. Đừng bắt chước anh Lê. Dạ con đâu dám ăn đâu ạ. Con xin cảm ơn ạ. Hết tay không? Hết tay không? Chúc em may mắn ha. Mình vẫn theo đuổi những cái gì mình yêu thích ha. Dạ anh cảm ơn anh. Và như vậy là vòng thi đấu thứ hai đã kết thúc. Đã có một người phải dừng cuộc chơi ngày hôm nay. Vậy mà anh Chí Tài hồi nãy chọn cái người mới về đó. Sai, anh chọn số 1 luôn. Anh Chí Tài chọn số 1 của Trang. Số 1, tại vì chỉ có ông Quang Lê, ông biết cái nhạc vô chỗ nào thì ông hát tự do, vô đúng nghe nhịp. Cái khuôn đầu tiên chỉ có ổng thôi. Mấy người này cho dù nghe trước cũng không có chắc chắn vậy đâu. Và Phương Mỹ Chi, nếu như là ba của con đó mà hát một thể loại nhạc khác không không phải là sở trường thì con có nhận ra được không? Dạ con sẽ nhận ra được. Hát nhạc nào cũng nhận ra được hả? Dạ. Chắc chưa? Dạ, tại có một lần là ba Lê cho con nghe một cái bài hát mà ba Lê thu âm hát nhạc trẻ, mà con cũng nghe được cái giọng, tại vì cái giọng của ba Lê là đã ngọt sẵn rồi cho nên là nghe là cái chỗ nào cũng biết. Con khen cha trên sóng. Có 12 tuổi mà cũng biết nói chuyện ghê vậy đó. Biết nói đã chuyện treo ghê. Trên trời dưới đất vậy đó. Chứ sao. Và bây giờ sẽ là sự kết hợp của hai cha con. Được không? Bây giờ hai cha con mình hát một bài nha. Để mà tặng chương trình. Rồi sau rồi con xuống lại giám khảo nha. Vâng, chúng ta xin mời những thí sinh còn lại bước vào bên trong để chuẩn bị phần thi tiếp theo. Chúc mấy em nhiều may mắn. Và có lẽ anh Lê cũng sẽ không biết sẽ may mắn không. Tại vì có khi là anh Lê sẽ rớt và các em còn ở lại. Và bây giờ là phần trình diễn đặc biệt của cặp song ca cha và con Quang Lê và Phương Mỹ Chi. Xin cảm ơn Phương Mỹ Chi rất là nhiều. Con thấy hát với ba là thích không? Dạ con, mấy lần đầu thì con rất là thích, nhưng mà mấy lần sau thì giống như bị chai. Nó cũng bình thường. Trời ơi, hát với ba mà mày trai bữa nào hát với chú đi nó sẽ khác đi. Hát với ba là phải nghiêm túc, mà hát với chú là vui. Thấy không? Dạ. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn con. Và kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là vòng thi đấu thứ ba. Và bài hát của vòng thi đấu thứ ba này là một bài hát đã làm nên tên tuổi của Quang Lê. Bài hát được mang tên Đập Vỡ Cây Đàn. Đập vỡ cây đàn dần đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi,
dần đời bạc trắng như vôi, dần người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn, giận người con gái yêu nàn. Buồn ơi buồn ơi, làm sao để nguôi. Bài hát rất xưa cũ nhưng đã làm sống lại, và không ngờ những người lớn tuổi ôn lại kỷ niệm mà các bạn trẻ đã yêu thích bài hát này. Đó là cái niềm tự hào mà Quang Lê thấy mình được cái phước để mà tiếp nối đưa dòng nhạc này không những đến cho giới trẻ mà cho các kỷ niệm các bậc phụ huynh ngày xưa. Theo tôi thấy thì Quang Lê có được cái thuận lợi rất lớn là còn trẻ mà đi theo dòng nhạc quê hương, mà ít người theo đuổi dòng nhạc này. Qua đó nhờ cái sự hỗ trợ kỹ thuật và hòa âm cho nên cái bài nhạc nó rất dễ hấp dẫn người ta nghe cái điều đó. Cho nên cái sự thành công của Quang Lê là đương nhiên. Đây là bài hát mà đã làm nên tên tuổi Quang Lê tại hải ngoại và khán giả trong nước rất là yêu thích. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát này trong vòng thi đấu thứ 3 của chương trình Ca sĩ Giấu Mặt. Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi. Đập vỡ cây đàn, giận đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn, giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn, giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo hồng đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin mua nàng gặp nhạc sĩ rồi cùng sẽ đắp xa đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn, giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn. Thưa quý vị thân mến, và bây giờ là thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo. Hãy bình chọn cho ô cửa nào có thí sinh hát không giống Quang Lê. Thời gian dành cho bình chọn 3 giây bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Và như vậy là phần bình chọn của ban giám khảo đã xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục lắng nghe. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta.
vội vàng lên tỉnh đi tìm theo hồng đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đắp vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Đắp vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chàng chúng ta để dành cho tất cả những người vừa bước ra những con cửa của chúng ta. À, theo ánh mắt quan sát thì ba giám khảo có thể là đoán đúng nhiều á. Lần này đoán đúng nhiều á. Ai cũng nói là Quang Lê ở vị trí số 1 hết. Nói chung lại là có những bài hát sở trường, có những bài hát sở đoạn. Nhiều lúc có những bài hát mình chỉ hát thôi chứ chưa chắc là sở trường của mình. Chị Thùy Trang, lúc nãy chị đã bình chọn cho ô cửa có thí sinh hát không giống Quang Lê nhất là ô cửa số mấy? Số 3. Bởi vì giọng của Quang Lê hát sáng mà nó chắc. Còn giọng số 3 thì nó hơi, có gì đó nó hơi mướt chút. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi buồn ơi. Hồi nãy thì tôi bấm chọn ô số 1 tại vì tôi thấy anh này hát là giống Quang Lê nhất, nhưng mà có những cái đoạn là mình biết là không phải là Quang Lê. Còn trong khi đó thì ô số 4 của anh Quang Lê thì nghe giọng là nhận ra rồi. Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn người ơi người ơi. Cũng như dòng thi đấu thứ hai, nếu như bình chọn dành cho ô cửa số 4 là nhiều nhất thì Quang Lê sẽ là người dừng cuộc chơi. Dừng cũng nên, tại vì mình dừng mà có mấy em giống mình, đó là tiếp nối tương lai, mình cảm thấy tự hào. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem bao nhiêu người bình chọn cho các ô cửa. Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra về? Có thể sẽ là ca sĩ chính, hoặc cũng có thể là các thí sinh. Cũng nghi nghi. Tại sao nghi nghi? Cũng có một bài, nhất định phải có một bài mình hát không giống mình. Có lẽ là vậy. Theo thời gian mình hát phải có khác chứ. Nếu mà hát hoài giống mình thì cái đó là Quang Lê thấy mình xạo. Quang Lê cũng may mắn là có lẽ là có đổi, nhưng mà không biết có đổi nhiều lắm không. Nhưng mà mỗi lần mà thấy Quang Lê có đổi gì là Hương Lan lên tiếng: con nên trở lại cái cũ của con, đừng theo cái mới. Nhưng mà lúc mà đổi tướng thì chị Hương Lan có nói gì không? Hương Lan nói là giống mẹ, cứ giữ như vậy đi con. Trước khi công bố, xin hỏi bạn thí sinh ở ô số 1, bạn có bao nhiêu phần trăm tự tin? Dạ 50-50 anh. Thí sinh thứ 3. Dạ em thì 40. 40? Vâng. Là bạn cảm giác là bạn ra về sớm nhất. Vâng. Ô cửa số 1, 23 lượt bình chọn. Và cũng có 23 lượt bình chọn dành cho ô cửa số 2. Cái này là hơi cay đắng rồi đó nha. Nếu như bây giờ ô cửa số 3 có lượt bình chọn từ bằng hoặc thấp hơn bình chọn của ô cửa Quang Lê thì có nghĩa là ô cửa số 1 và ô cửa số 2 là hai người có lượt bình chọn cao hơn sẽ phải ra về cùng lúc.
ô cửa số 4 của Quang Lê. 21 lượt bình chọn. Ở vòng thi đấu này, số lượt bình chọn rất đều nhau. Ô cửa số 3 có lượt bình chọn là 2 số, và số phía sau cũng là số 3, và số phía trước là số 3 luôn. Có nghĩa là 33 lượt bình chọn. Bạn đã là người chia tay với chương trình Ca sĩ giấu mặt. Tuy nhiên bây giờ bạn hãy cho tất cả mọi người biết bạn là ai và từ đâu đến. Trung Nghĩa. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Trung Nghĩa. Em tới từ quê hương Nghệ An. Hiện nay em đang là nhân viên thiết kế phim hoạt hình và game. Và chúng tôi cũng xin được mạn phép hỏi luôn bạn, bước ra từ ô cửa số 2, bạn có thể tự giới thiệu về mình được không ạ? Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Thái Hiện. Dạ, em cũng là một người con của xứ Nghệ ạ. Em đến từ Nghệ An. Và đến với cuộc thi này thì em thật sự là rất vui. Thì hôm nay được gặp rất nhiều thần tượng của em, và rất nhiều những anh chị trong giới nghệ sĩ rất nổi tiếng, cũng như là tất cả quý vị khán giả có mặt trong phim trường hôm nay và đã cổ vũ cho tất cả các thí sinh. Em xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Và xin mời thí sinh bước ra từ ô cửa số 1. Dạ, em xin chào ban giám khảo, chào quý vị ở đây. Em cũng tên là Hồng Định và cũng đến từ Nghệ An ạ. Vâng, rất trùng hợp. Cái dòng nhạc của anh hát thì có những người có thể là không phù hợp, có những giới không thích luôn. Nhưng ba em trẻ tuổi, thế hệ 8X có, 9X có, mà vẫn yêu dòng nhạc bolero trữ tình, dòng nhạc quê hương. Đó là một cái điều mà Quang Lê rất hoan nghênh và cảm ơn các em đã nghe dòng nhạc này. Cảm ơn các em rất nhiều. Và kính thưa quý vị, bây giờ là vòng thi đấu thứ tư. Và vòng này ban giám khảo sẽ phải bình chọn ngược lại, đó chính là tìm ra Quang Lê. Bài hát được chọn cho vòng thi đấu thứ tư là nhạc phẩm được mang tên Mưa trên phố Huế. Bài này rất khó bởi vì phải hát bằng tiếng Huế. Bài ni là Quang Lê phải hát từ tiếng dòng Huế. Cái Mưa trên phố Huế thì nó có cái đặc thù riêng là viết cho Huế thôi. Tôi nghĩ là cái bài, chọn cái bài này thì bây giờ là rất khó bởi vì bây giờ thì lại chọn Quang Lê, mà hai người kia lại người là người Nghệ An. Mà đã nghề rồi thì nói cùng giống nhau thôi. Cái bài Huế mà hát chung với một thí sinh cùng miền Trung thì Quang Lê nghĩ là khó nhận ra hơn. Khi âm nhạc vang lên, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Và bây giờ chúng ta cùng mời ca sĩ Quang Lê bước vào bên trong. Ban giám khảo có bị đánh lừa một lần nữa như ở vòng thi đấu đầu tiên hay không? Tất cả đã sẵn sàng. Âm nhạc chuẩn bị. Phố buồn, chiều mưa phố sâu buồn có ai mong đợi một người biên biệt mà nơi mơ để nhớ. Và bây giờ là thời gian dành cho ban giám khảo. Hãy tìm ra Quang Lê đang ở ô cửa số mấy. Theo Quách Tuấn Du thì Quang Lê đang ở ô cửa số mấy? Cất cái giọng, cái câu đầu tiên là câu quan trọng nhất trong bài. Vừa chắc mà vừa có một cái cột hơi đầy. Quang Lê ở trong cái ô mà không thể nào chạy thoát được, đó là ô số 1. Chưa chắc. Cái giọng hát không nhầm lẫn đâu hết. Xin mời Long. Chắc chắn 100% luôn là ô số 1. Chắc chắn là ô số 1. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ. Và bây giờ tiếp tục nghe phần còn lại.
chiều mưa phố xưa u buồn có ai mong đợi một người biên biệt mà nơi mơ để nhớ với thương một người. Chiều nay mưa trên phố mưa rơi vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Và đây là giây phút vô cùng quan trọng. Một trong hai bạn nếu vượt qua được Quang Lê sẽ bước vào vòng bán kết và có cơ hội tiến vào vòng chung kết. Nếu là quán quân sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 300 triệu đồng. Và riêng phần thưởng đêm hôm nay sẽ được nhân đôi. Ví dụ như bạn có tổng số người bình chọn là 25 nhân với 2 triệu sẽ là 50 triệu. Còn nếu như không vượt qua được Quang Lê, 25 số người bình chọn đó sẽ nhân với 1 triệu đồng, tức là 25 triệu đồng. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ có một phần giao lưu với ban giám khảo. Xin hỏi anh Chí Tài, anh có phải là người chọn ô số 1? Chính xác, anh đã chọn ô số 1 là Quang Lê. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời. Kết quả vô cùng thú vị. Có thể Quang Lê dẫn đầu trong tổng số bình chọn. Trong hai bạn còn lại sẽ có một người bước vào vòng bán kết. Tuy nhiên tổng số bình chọn chỉ được nhân 1 triệu đồng. Sau khi Trường Giang công bố số người bình chọn, bạn phải hiểu đồng nghĩa rằng bạn được bấy nhiêu triệu đồng. 25 lượt bình chọn đồng nghĩa với 25 triệu đồng, đó chính là Thái Hiền. Yeah. Chơi mà phải có người thắng và người thua. Tuy nhiên ca hát thì không thể nào so về tiền bạc được, tất cả nằm ở sự đam mê. Tuy rằng cuộc chơi này bạn không thắng, tuy nhiên là cái niềm đam mê đó có thể thúc giục bạn chơi những cuộc chơi khác, và biết đâu trong những cuộc chơi khác bạn là người chiến thắng. Còn bây giờ chúng ta sẽ có một vài phút lắng nghe sự chia sẻ của Thái Hiền. Dạ thì lần đầu tiên thì đến giây phút này thì Thái Hiền cũng không biết nói gì hơn. Thực sự mà nói thì Thái Hiền cảm thấy rất sung sướng và rất xúc động. Dạ thì cái niềm đam mê ca hát của Thái Hiền thì cũng đã có từ rất lâu, từ hồi nhỏ. Nhưng tại vì điều kiện phát triển thì không có, thì Thái Hiền cũng đã phải đi làm từ rất sớm. Học hết 12 thì Thái Hiền đi làm rồi. Thì trong thời gian này thì Thái Hiền vẫn luôn luôn nuôi nấng niềm đam mê âm nhạc, và đặc biệt dòng nhạc quê hương trữ tình, và đặc biệt là ca sĩ thần tượng anh Quang Lê. Dạ thì dòng nhạc này Thái Hiền vẫn thường xuyên nghe và tập. Không ngừng tập để gì mà vẫn nuôi một ước mơ hy vọng. Thì có trong thời gian gần đây nhất thì Thái Hiền cũng có tham gia cuộc thi, thì gặp ban giám khảo thì chị Phi Nhung cũng có nói là Thái Hiền ca giống anh Quang Lê, nên là không có gì mới lạ, nên là Thái Hiền đã bị rớt từ đó. Em phải cảm ơn Phi Nhung rớt em cuộc kia em mới thắng cuộc này. Em phải cảm ơn Phi Nhung phải không quý vị?
Thì thật sự từ Thái Hiện cũng không dám nói gì hơn, nhưng mà có lẽ đó là một duyên may mà có thể là tổ nghiệp sắp xếp để hôm nay Thái Hiện được có duyên cơ để được tham dự chương trình này và gặp được anh Lê cũng như tất cả những người đam mê dòng nhạc anh Lê, và cũng hát rất là hay ạ. Một lòng cảm ơn sâu sắc nhất ạ. Vâng, và tiện đây Trường Giang xin hỏi là có phải bạn là người đứng ở ô số 6 trong vòng thi đấu đầu tiên đúng không? Dạ đúng ạ. Thấy chưa? Nghe là biết liền. Giống lắm. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe bạn Định. Dù đã cố gắng hết sức, tuy nhiên vẫn dừng lại. Bạn có suy nghĩ gì không? Em tới đây thì mục đích chính đó là được gặp anh Quang Lê. Với lại một cái lý do nữa là rất nhiều các bạn trên mạng xã hội cũng như là nghe em hát thì nói em giống anh Quang Lê lắm. Thì hôm nay có cái cuộc thi này thì em cũng thử xem là em giống anh Quang Lê đến cỡ nào. Nhưng mà chắc là không giống lắm. thế nên không được đi tiếp. Dạ. Nói chung lại là anh có cái nhận định khi mà em ca cái bài Mưa Trên Phố Huế thì em khá làm anh ngạc nhiên, bởi vì em là con xứ Nghệ nhưng em phát âm giọng Huế rất chuẩn trong bài đó. Tuy không giống anh lắm nhưng anh khen về cái phát âm, cũng như là anh rất là thích cái trang phục của em, hát nhạc bolero mà mặc đồ quá là xì tin. Đồng ý. Đồng ý. Lời cảm ơn anh stylist ở dưới này ạ. Cảm ơn anh. Và bây giờ sẽ là một cơ hội cuối cùng. Năm thí sinh của cuộc chơi ngày hôm nay sẽ có một bài hát chung với ca sĩ Quang Lê. Như là một kỷ niệm, mình phải cảm ơn cuộc thi Hidden Singer mới có cái cuộc vui ngày hôm nay. Quang Lê rất vui khi mà được chọn để mà làm một nhân tố trong chương trình Phát Hiện của Korea. Đây là một cái bộ môn mà Quang Lê thấy là khá thú vị. Và sau đây sẽ là một bài hát kỷ niệm với các em trong đêm nay. Cô Hàng Xóm. Là mộng đời Chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta như hình bóng không xa mờ. Nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhà si nghèo này không? Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhà si nghèo này mà quâu hoài vậy hả? Ủa ra rồi hả má, mà biết được là em chết luôn á. Trời ơi, nãy giờ chịu ra sớm đi sủa quá trời luôn á. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, có sao không ấy? Trời đất ơi. Hết thấy chưa? Hết khuya lắc khuya lơ mà anh còn đi đâu nữa vậy? Nhớ em muốn chết luôn á. Trời ơi, mới gặp hồi chiều mà nhớ gì? Gặp chiều chứ nhớ nhớ chứ biết sao vậy? Trời đất ơi. Ủa? Ủa? Má ngủ chưa?
rồi đó. Ủa thiệt á, anh không biết. Không biết à. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, gồm một phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự lòng anh. Hay là trăng soi sáng đường đêm để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Nhớ quá cho hùng cái. Dễ. Ôi, không gì mà không biết nữa. Trời ơi, mẹ ra. Bác ơi. Em buông ra coi. Buông cái gì? Đây đây. Bây giờ là mấy giờ rồi mà giờ này cậu qua nhà tôi cậu làm gì? Cậu ăn trộm phải không? Bây giờ chả con không phải ăn trộm. Con qua đây là bởi vì con nhớ con. Đừng có nói là nhớ tôi nha. Dạ con. Nhớ ai? Dạ con nhớ con bác. Tôi đã nói rồi. Trời đất ơi. Ê, cái hàng rào này ai cưa cái lỗ chó đây? Cậu phải không? Dạ. Không phải không con. Không phải hả? Dạ. Đừng nói là con nghe. Trời ơi, con ơi là con. Cứ nào đêm nào cũng con chó sủa mà. Mà chó nó già thấy sợ luôn á. Bây giờ nè, hứa với tôi là hai người không được gặp mặt nhau nữa. Hứa đi. Nhưng dạ. Mà khoan, con gái nó có là không, nó không là có. Đừng tin những gì con gái nói. Oh yeah. Nghe nói dạ, nha. Dạ bác. Nếu gặp giữa đường thì cũng coi như chẳng quen. Bác ơi tội nghiệp con mà bác. Bác ơi tội nghiệp con mà bác. Tội nghiệp cái gì? Bây giờ hứa đi. Không hứa kêu công an giờ đó. Dạ đừng kêu công an, con xin bác đừng kêu công an, tội nghiệp con lắm. Hứa. Dạ hứa. Trời ơi. Dạ hứa. Hứa sao? Thôi là hết anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Đúng rồi. Còn mong gì hình bóng xa xôi. Nhắc làm gì chuyện năm xưa. Cho tim thêm ngần ngơ. Hết em đi đường em, từ đây sầu cao nát tim tôi. Vì sao trời đành bớt xin em, lỡ làm cùng người em thương, lỡ làm cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay xin.
dân hơn gì nhau. Nếu trước chúng ta đừng quen thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm trăng gối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại anh không nói hay tại em không biết mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Ôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẽ sóng bơ vơ. Buổi chiều tâm tư nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn ngày chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Bác, vậy là bác cho tụi con quen nhau hả bác? Nghe nói nè, dạ. Ca hết chưa? Dạ hết rồi bác. Hứa rồi phải không? Dạ hứa rồi bác. Giờ mấy giờ rồi? Dạ chắc giờ khoảng không giờ hả bác? Không giờ rồi, có về ngủ đi con. Bác. Vậy? Nói thiệt chứ con xin bác là cho con que lẫy mi đi bác. Tôi đã nói rồi, khi nào cậu có công chuyện làm đàng hoàng, cậu nuôi bản thân cậu được thì cậu, tôi cho cậu quen cái con gái tôi. Còn dạ, bây giờ tôi cái bản thân mình không xong mà cưới gì làm gì? Dạ. Nghe không? Dạ nghe. Hứa bà... rồi thì về đi. Dạ bác ơi. Cái gì? Trước khi về cho con tái bút một lần nữa. Tái bút gì? Lầy thiệt ta. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã thấy thế này. Về ngủ được chưa? Chưa chịu về nữa hả? Dạ con về. Con cái này đi vô. Ô bác ơi, bác ơi, bác. Cái gì, cái gì? Dạ, nữa. Dạ à, cho con tái bút lần nữa. Lầy ghê. Tái bút gì nữa? Dạ con với My Thi mà bác hát nhiều quá. Con này duyên đó. Cũng may là hai đứa đi thi đó. Tôi mà đi thi nghe, không có giám khảo nào chấm nổi tôi đâu. Yeah. Ê má, sao mấy chui lựa chó? Tao liệu mày ơi, trời ơi, đi vô. Trời ơi. Phê phòng, phê phòng, phê phòng. Kính thưa quý vị, và đó là phần trình diễn của ca sĩ Jenny và diễn viên Minh Luân. Và một tràng thật lớn cho diễn viên Phi Vũ. Trời ơi, tiết mục dễ thương quá trời quá đất à. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phần nhận xét từ ban giám khảo. Em xin mời anh Hưng ạ. Anh không có viết được một cái gì hết trơn luôn. Mắc anh coi không, coi không, không à. À. Cái thoại không thể nào mà hợp lý hơn được nữa cả. Mọi câu, mọi chữ nó đều rất là tự nhiên luôn. Rồi khi mà xuất hiện bà mẹ rất là bá đạo thì nó còn đẩy cái kịch tính cao trào lên cao hơn nữa. Và những tiếng cười là những cái mà người ta sảng khoái nhất, người ta sẽ quên hết tất cả mọi cái lỗi sai của mình. Một sự lựa chọn rất thông minh, duyên dáng, hợp lý. Và nó khám phá được cái tài năng khác của tụi em nữa. Kể cả bài hát câu đầu tiên vào nha, rất là tuyệt vời. Ghi điểm hết luôn. Anh Hưng thì nói quá hay, còn chị ghi là vào câu đầu ăn tiền. Có nghĩa là lúc đó em đang thoại, chị cũng chưa nghĩ là em vào. Tự nhiên em đang thoải bất ngờ em vào câu đó liền. Dạ hứa. Hứa sao? Thôi. Thôi là hết anh đi đường anh. Bởi vì câu đầu nó rất là quan trọng. Nó làm mình trời bất ngờ, hay, tốt. Chấp luôn cả câu sau vô sai tông luôn. Cái bài thôi. Mò. Coi như là để ý cái tuần trước Ly nói á, là bắt đầu đi dò. Thôi. Đúng vậy đó. Hợp lý. Ứng dụng ngay lập tức. Rất là dễ thương, rất rất dễ thương, xứng đáng được điểm cao. Và bây giờ em xin mời chị Nhật Hà. Cái màn này hết sức là thú vị. Và phải công nhận là chị Phụng quá hay luôn. Chị chiếm luôn cái sân khấu và chị trở thành nhân vật chính. Hai bạn diễn rất là hay, rất là duyên. Hát cũng rất là đẹp. Giang My có một cái giọng cao vút và khi mà hát lên nó rất là rõ ràng, nó rất là trong trẻo và nó bắt người ta phải để ý. Trong khi đó thì Minh Luân lại có cái giọng trầm rất đẹp và tình cảm, nhưng mà vẫn bị trừ điểm tại vì hát quên lời, lo nhìn bà mẹ bá đạo diễn này, cái quên cả hai người cùng quên luôn, mà cái quên này nó quá lộ đi, mình không bỏ qua được. Chúc mừng hai bạn đã cho Hạ một cái màn diễn rất là thú vị. Dạ rồi, với những cơn mưa lời khen từ ban giám khảo thì hy vọng là ban giám khảo sẽ cho các bạn những số điểm cao nhất.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm từ ban giám khảo. Em xin được mời chị Cẩm Ly ạ. Chị gửi My với Minh Luân 975. 975 điểm. Wow, một số điểm chị khá là cao. Bây giờ chúng ta cùng đến với số điểm của giám khảo Nhật Hà. Em mời chị ạ. Hạ xin gửi hai bạn 950. 9,50. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, hồi nãy mà cái dây mà nó xiết chút xíu nữa là được 10 điểm rồi. Rồi xíu nữa là còn 8 điểm, tại hát đâu có được nữa. Dạ, xin được cảm ơn các vị giám khảo rất nhiều.